Trước tiên chúng ta sẽ nói về giai đoạn 1. Tạm gọi là giai đoạn 1, đó là chúng ta sẽ học từ đầu lên tới khoảng 3 chấm. Thì giai đoạn này có thể chia làm hai bước chính. Bước 1 là phần xây dựng nền tảng. Thì phần này mình tập trung vào 3 việc: ngữ pháp, từ vựng và phát âm. Dạ. Ngữ pháp cơ bản, từ vựng mở rộng và phát âm rõ ràng. Sau đó chúng ta qua giai đoạn 2 là từ mức 2 tới 3 chấm. Đây là giai đoạn phát triển kỹ năng. Giai đoạn 1 là kiến thức, giai đoạn 2 sẽ là kỹ năng. Chúng ta sẽ học trải đều 3 kỹ năng, 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Mỗi kỹ năng ta sẽ tập trung vào việc, thứ nhất là các cái kỹ thuật cơ bản cho từng kỹ năng đó, và chúng ta sẽ làm quen với các dạng câu hỏi IELTS cho từng kỹ năng. Đó là giai đoạn 2 của bước đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta đã đạt được mức khoảng 3 chấm. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới giai đoạn tiếp theo là từ 3 lên 5. Giai đoạn này chúng ta cũng chia thành hai bước. Bước 1 sẽ gọi là tập trung vào hai kỹ năng chính: nghe và nói, listening và speaking. Đây là hai kỹ năng tốn rất nhiều thời gian để cải thiện. Thì giai đoạn này các bạn sẽ dao động từ 3 tới 4 chấm. Về phần listening, chúng ta sẽ phải nghe đa dạng chủ đề hơn, và chúng ta sẽ phải luyện tập kỹ với đề thi IELTS. Cùng lúc đó chúng ta sẽ đưa vào kỹ thuật nghe chủ động. Đó là chủ động chọn phần nghe, chủ động tập trung vào những phần để nghe, chứ không nghe đại trà, không nghe toàn bộ. Về phần speaking, chúng ta có 3 tiêu chí: từ vựng. Và nếu như giai đoạn 1 chúng ta học từ vựng, giai đoạn này chúng ta sử dụng từ vựng. Thứ hai, phát âm. Giai đoạn 1 chúng ta tập phát âm, giai đoạn này chúng ta sử dụng phát âm cho nó trôi chảy. Và cuối cùng chúng ta bắt đầu nói theo chủ đề. IELTS có rất nhiều chủ đề, mình sẽ tập theo các chủ đề như thế. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, giai đoạn này chúng ta sẽ nhắm tới mục tiêu 4 hoặc 5 chấm.